Tập 6. Ông nội, ý của ông là để con ở rể nhà đó rồi nuốt trọn luôn tập đoàn bằng đạc của họ. Đây cũng không phải là chuyện không thể. Con bé Mộng Thiết không phải thích cháu còn gì. Cháu cũng không cần phải cực khổ nữa. Chỉ cần giơ tay ra là có thể tóm gọn. Hạ Bằng Phi, ông ta cũng không thể nào sống mãi được. Ông nội, cái này không giống với phong cách Mộng thường dạy cháu. Không phải ông từng nói người nhà họ Lý chúng ta không được phép làm những chuyện bỉ ổi hèn hạ, dù có chết cũng phải chết một cách quang minh lỗi lạc. Tốt, tốt lắm. Không hổ là con cháu của nhà họ Lý chúng ta. Nào, cạn ly. Mộc Khiết, công việc ở nhà hàng có mệt không? Dạ cũng bình thường, không mệt. Nào, ngồi xuống nghỉ ngơi chút. Tiểu Khiết, có chuyện này mẹ muốn hỏi con. Chuyện gì ạ? Con thấy Giang Lỗi thế nào? Tính cách cậu ấy tốt, cũng rất đẹp trai. Kiếm bạn trai thì phải kiếm người như vậy. Mẹ, anh ta nếu như giới thiệu cho bất kỳ người bạn nào của con như vậy thì còn có thể. Chứ muốn làm bạn trai con thì anh ta còn kém xa. Tiểu Khiết, mẹ chỉ hy vọng con hạnh phúc cho nên mới nói vậy. Con với cậu ấy lớn lên cùng nhau, mẹ rất hiểu cậu ấy. Con người cậu ấy thực sự rất tốt. Mẹ, con từ trước tới nay chưa từng xem Giang Lỗi như một người bạn trai. Hơn nữa, con đã có người mình thích rồi. Thật sao? Ai vậy? Hết rồi, để con lấy thêm bình nữa. Đừng đừng, Tiểu Siêu, được uống nữa. Không sao đâu ạ. Tiểu Siêu à, hôm nay cháu làm sao vậy? Không có chuyện gì, chỉ là muốn uống một chút. Ông nội, ông đã tới đây rồi, vậy con hỏi ông chút chuyện. Ông có thể nói cho con biết về sự việc của bố mẹ con không? Ông đã từng cảnh cáo cháu đừng có nhắc chuyện này với ông nữa. Tại sao không thể nhắc chứ? Từ nhỏ tới lớn con đều không biết, không biết dáng vẻ của họ như thế nào, cũng không biết tên họ của hai người là gì, làm công việc gì. Thậm chí người khác đều có ảnh của họ, nhưng con thì không. Ít nhất là một người con trai, những điều cơ bản cũng nên biết chứ. Bố của con mất trước, chẳng có hiếu thuận gì hết. Ta quá đau lòng nên ta đã đốt hết ảnh đi rồi. Được chưa? Dần được rồi, được rồi. Nghe nói mẹ của cháu là nhân viên của nhà máy của ông. Đừng có nhắc chuyện này với ta. Ta đi đây. Được rồi, không nhắc nữa. Nếu không hỏi nữa là được. Ông rời đi như vậy cho ở một mình bù biết bao. Ông nội, đứa cháu trai đáng thương của ông cũng gặp phải một người. Cháu nói chứ ông nội, tại sao ông lại đưa cháu sang Mỹ? Cháu không đi Mỹ thì tốt biết bao. Chứ không hiểu tại sao lại đưa cháu sang Mỹ. Tại sao lại muốn đưa cháu sang Mỹ? Cái gì? Mẹ nói bố của Giang Lỗi đã tới tìm mẹ. Đúng vậy. Con thực sự đã yêu đương với con trai của ông ấy à? Yêu bao lâu rồi? Rất lâu rồi. Biết thân biết phận thật nha. Mẹ còn đang lo lắng cho con nữa kìa. Thật là vô ích mà.
vốn dĩ là muốn nói với mẹ, chỉ là chưa tìm được lúc thích hợp. Cậu ta làm công việc gì? Luật sư. Luật sư. Chẳng trách mà bố cậu ta lại không đồng ý. Mẹ, thực ra việc bắt trai phản đối cũng không phải là không có lý do. Mẹ thử nghĩ xem, nếu như mẹ sinh được một người con trai ưu tú như vậy, liệu mẹ có đồng ý cưới một đứa con dâu như con không? Là tự con không xứng với anh ấy, điều kiện cũng không tốt. Tình cảm của cậu ta với con có nghiêm túc không? Không phải chỉ chơi đùa một chút rồi đá chứ. Mẹ, anh Giang Lỗi không phải người như vậy. Anh ấy thật lòng thích con mà. Con thích cậu ta không? Vậy là được rồi. Dù bố cậu ta có đồng ý hay không, mẹ đồng ý. Mẹ, mẹ sao không phải vì người ta là luật sư nên mới đồng ý chứ? Tất nhiên rồi. So với việc đi tàu hỏa thì đi máy bay tất nhiên là nhanh hơn rồi. Mẹ, đừng giống mẹ của con, sống khổ cực cả một đời rồi. Nói chung là nếu như có thể gặp được một người đàn ông tốt, sẽ thay đổi được số mệnh của cả đời đấy. Mẹ, con thích anh Giang Lỗi không phải vì những thứ đó. Ý của mẹ là chuyện đã như vậy, tất nhiên là càng tốt rồi. Hơn nữa, gia cảnh của cậu ta cũng không phải là rất tốt. Làm luật sư thì có gì hơn người chứ? Con gái của mẹ cũng là người rất ưu tú, không kém cậu ta chút nào. Mẹ, mẹ như vậy là thế nào? Làm sao cái gì? Làm sao đột nhiên tốt với con như vậy? Có chút không quen. Cái con nhóc này, mẹ chỉ là miệng lưỡi lam, tâm đậu phụ thôi. Mẹ, cảm ơn mẹ đã khen con như vậy. Bà nói Mộng Khiết thích Lý Siêu sao? Con bé từ nhỏ đã thích Lý Siêu, không ngờ đến bây giờ vẫn thế. Thực ra con bé ra nước ngoài du học chính là vì theo đuổi Lý Siêu. Sao con bé vẫn luôn giấu kín như vậy? Đúng là có lòng thật đấy. Tôi nói với ông này, ông tốt nhất đừng có đi hỏi con bé. Ông thu mua nhà máy của ông nội Lý Siêu. Mộng Khiết tức giận tới mức không ăn không ngủ, tôi đều không dám nói cho ông biết. Đó là chuyện từ đời nào rồi? Đều đã qua rồi. Ông nói xem, chuyện Mộng Khiết thích Lý Siêu, chúng ta có phải xem xét chút không? Sao lại là Lý Siêu chứ? Đây được gọi là lâu ngày không gặp, phải lau mắt mà nhìn. Mắt kính nè. Ông xem, lại quên rồi. Gọi tôi ra đây có chuyện gì sao? Diệp Minh Châu, tiếp tục theo học thiết kế đi. Anh nói giống như trước kia sao? Diệp Minh Châu, đây là nơi làm việc, ở đâu ra nhiều nhân tình thế sự như thế? Cô không phải là muốn làm tốt nhất sao? Dựa vào trình độ hiện giờ của cô, đến việc ở nhà cũng là vấn đề. Nếu đã không muốn học, vậy thì quên đi. Tôi cũng không muốn làm việc với người không chuyên nghiệp. Đợi đã, những lời anh nói vừa nãy là thật lòng sao? Người phụ nữ đã có người đàn ông khác ở trong lòng, tôi cũng sẽ không say đắm. Điều này trước đây tôi đã nói rất rõ ràng rồi. Vậy tôi muốn học. Được thôi. Vậy bài học mà tôi đưa cho cô trước đó, nhanh chóng làm xong bài tập rồi nộp cho tôi. Nhớ rõ, cái này không phải là vì cô, mà bởi vì tôi cần nên mới làm. Vì vậy, cô không cần có gánh nặng tâm lý. Yeah.
Vâng, thưa thầy, tôi nhất định sẽ học tập thật tốt. Có đang tiến hành dựa theo tiến độ không? Có bị ảnh hưởng bởi thời tiết không? Không có, tất cả đều bình thường. Tốt. Chú ơi, cái này do ai làm vậy? Tôi làm. Sao vậy? Do chú làm sao? Độ dài này không đủ dài. Độ dài thanh nối đều không đủ 35 nhân đường kính. Ai nói vậy? Làm sao mà cô biết? Đây là kiến thức thông thường mà. Đây là tiêu chuẩn thi công của cốt thép mà. Cô bớt mấy cái tiêu chuẩn đó đi. Tôi làm trong ngành này vô cùng thành thạo, chưa từng sai. Chú à, chú bị sai rồi. Tại sao còn không chịu thừa nhận? Ai bảo là tôi sai? Mấy người đang tranh cãi cái gì đấy? Cô ấy nói độ dài cốt thép tôi cắt không đúng. Ông xem. Ông đi xuống trước đi. Cô có thể nhìn ra được độ dài của số sắt thép này bằng mắt thường sao? Không tầm thường nha. Cô là Diệp Minh Châu đúng không? Dạ đúng vậy. Thưa chủ tịch. Nào, chào mừng cô. Nhưng mà cảm ơn chủ tịch. Cái gì vậy? Bố, bố muốn con điều khiển cô ấy đến bộ phận giám sát kỹ thuật sao? Đúng. Cô ấy không có bằng đại học, sao làm nhân viên giám sát hiện trường? Một cô nhóc lăn lộn ở cấp thấp nhất có thể có bằng cấp gì chứ? Thứ mà ta xem trọng là tinh thần cố gắng nỗ lực của cô ấy, không phải người bình thường có thể làm được. Hơn nữa bây giờ chúng ta cần dùng người của chính chúng ta. Nhưng con sợ đưa cô ta lên vị trí đó thì những người cấp dưới sẽ không phục. Chúng ta dùng thì người ta sẽ phục thôi. Lý Siêu, cậu ta sẽ không vô duyên vô cớ tự nhiên lại tìm cô ấy. Đó là bởi vì bọn họ quen biết từ nhỏ. Vậy cách giải quyết của con đâu? Thằng nhóc Lý Siêu này ở Mỹ không phải lăn lộn vô ích. Người ta biết cách nhìn người hơn con. Con học hỏi nhiều vào. Đi làm việc của con đi. Dân. Luật sư Giang, có khách tới tìm. Ai vậy? Bà ấy nói là mẹ của Diệp Minh Châu. Mau mời vào. Bà Du, xin mời. Cháu chào bác gái. Lâu rồi không gặp. Sao bác lại đến đây? Mời bác ngồi. Đáng lẽ nên là cháu tới thăm bác, nhưng gần đây công việc bận quá nên vẫn luôn không có thời gian. Mời bác dùng trà. Tôi nghe nói cậu và con gái của tôi đang yêu nhau. Đúng là như vậy. Cậu là thật lòng thích con gái tôi sao? Tất nhiên là thật lòng ạ. Bố cậu không phải là phản đối sao? Minh Châu đã nói với bác rồi à? Đây là tiền mà bố cậu đưa cho tôi. Ông ấy muốn tôi ngăn cản hai đứa qua lại. Cậu quay về nói lại với ông ấy. Nhà chúng tôi nghèo hơn nữa, tôi cũng không bán con gái của mình. Minh Châu nhà chúng tôi từ nhỏ đã chịu biết bao nhiêu khổ cực. Cậu có biết không? Cháu biết. Những điều đó cháu đều biết rất rõ. Vì vậy, dù cậu là luật sư hay là cái gì đi chăng nữa, Minh Châu nhà chúng tôi cũng không thua kém cậu ở bất cứ điểm nào. Chúng tôi muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn nhân phẩm có nhân phẩm. Con bé chỉ một có tính cách nóng nảy, nóng tính. Nhưng con bé nghe theo tôi, có đúng không? Vậy thì chẳng có tật xấu gì cả. Đúng, đúng vậy. Cháu biết. Những điều đó cháu biết. Cậu biết thì tốt. Thứ mà tôi ghét nhất chính là loại đàn ông không có trách nhiệm. Tôi hỏi cậu, cậu sẽ không vì bố cậu phản đối mà bỏ rơi Minh Châu nhà chúng tôi chứ? Cậu nói thật đi, đừng có làm ảnh hưởng tới Minh Châu. Bác gái, nói thật là nếu như cháu vì điều đó mà chia tay với Minh Châu thì hai chúng cháu đã chia tay từ lâu rồi.
Chuyện này thực ra cháu không hề biết một chút nào. Bác yên tâm, tình cảm của cháu đối với Minh Châu là thật lòng. Cháu thật lòng yêu Minh Châu. Vậy thì tôi tạm thời tin tưởng cậu một lần. Được rồi, tôi đi đây, không làm phiền cậu nữa. Bác ăn bữa cơm này rồi hãy đi. Không cần, giữ lại chỗ tiền đó của cậu. Đừng để cho Minh Châu nhà chúng tôi phải sống những ngày tháng cực khổ nữa. Bác gái đi cẩn thận. Bác gái, gọi cũng khá hay đó. Đi đây. Giám đốc Hạ tìm tôi, có chuyện gì sao? Tin tốt. Chủ tịch Hạ đã điều cô tới bộ phận giám sát kỹ thuật để làm việc rồi. Anh nói thật sao? Cảm ơn nhiều ạ. Diệp Minh Châu, bản lĩnh câu dẫn đàn ông của cô bây giờ thật sự là ngày càng giỏi đó. Rốt cuộc giữa cô và Lý Siêu là quan hệ gì? Anh không phải cũng biết sao? Là bạn học. Anh hỏi câu này là có ý gì? Quan hệ bạn học. Quan hệ bạn học ở mức độ nào? Đã từng lên giường với nhau sao? Giám đốc Hạ, mời anh ăn nói có chừng mực. Tôi thấy cô sắp tức giận tới nơi rồi. Kích động như vậy sao? Vậy những lời tôi nói đúng rồi đúng không? Đùa một chút thôi. Nhưng mà nam nữ làm việc cùng nhau, lửa gần rơm, khó tránh bùng lửa. Giám đốc Hạ, anh đừng có nói linh tinh nữa. Hoàn toàn không hề có chuyện như vậy. Cô nói chuyện với cấp trên bằng giọng điệu vậy à? Cho dù là cấp trên thì cũng nên tôn trọng nhân viên. Anh ngồi ở vị trí giám đốc này lại có thể nói ra những lời dơ bẩn như vậy, chẳng nhẽ không cảm thấy hổ thẹn sao? Cô to gan lắm rồi đó. Anh, Bổng Khiết, tìm anh có việc gì sao? Minh Châu là cậu à? Sao cậu lại ở đây? Xử lý một vài chuyện công việc thôi. Vừa đúng lúc bố mình muốn dẫn cậu tối nay về nhà mình ăn cơm. Tại sao lại muốn cô ấy đến? Làm sao? Minh Châu là bạn của em. Mộng Khiết, hay là thôi đi. Hôm nay mình có rất nhiều việc, để hôm khác đi. Bố mình đã nói rồi, mình nhất định phải dẫn cậu về. Trên người cậu có mùi gì vậy? Toàn mùi đậu hũ thối. Từ trước đến nay nhà mình không hề ăn đậu hũ thối. Có phải là nhà cậu lén ăn đậu hũ thối không? Cậu nói láo. Cái mùi ăn mày này của cậu không thể đi vào trường học. Tôi là mùi ăn mày. Nếu tôi là mùi ăn mày thì cậu là mùi gì? Cậu Hạ Cường thời thiếu niên. Mày thả ra cho tao. 2-1 không được hay cho lắm đâu. Có bản lĩnh thì chúng ta solo đi. Hai người các anh đừng đánh nhau nữa. Đánh nhau là điều không văn minh. Được lắm đại hiệp. Nữ trung hào kiệt. Tôi không phải là đại hiệp. Tôi là Minh Châu. Diệp Minh Châu. Hạ Tổng, bà Hạ, hai người xem con bé Mộng Khiết của chúng ta mỗi ngày đều đi sớm về khuya. Tôi nhìn mà đau lòng. Hai người đừng để con bé suy sụp vì quá mệt mỏi đấy. Sẽ không đâu. Con bé chỉ là đến học hỏi làm quen chút thôi. Dù sao thì tôi cũng không yên tâm. Ông chủ, bà chủ, cô chủ và cậu chủ về rồi. Bố mẹ, con về rồi. Tiểu Khiết, bố, mọi người xem, con dẫn Minh Châu về rồi. Chủ tịch Minh Châu à, mau tới đây ngồi đi. Ngồi đi. Ngồi đi. Cô bé này chắc mọi người đều biết. Luật sư Giang, đây là bố cậu ấy. Chú Giang. Minh Châu, cháu lâu lắm rồi không tới nhà chúng ta chơi. Giang Lỗi, anh vẫn còn nhớ Minh Châu chứ? Chú Giang,
Cô ấy lúc nhỏ từng ở nhà của chú đấy. Chính là cô bé Minh Châu đó. Nhìn hai người như vậy cũng khá là hợp nhau đấy. Sao mọi người đều không chào hỏi vậy? Bọn anh rất quen thuộc, thường xuyên gặp nhau mà. Đây là có ý gì? Hai đứa bọn cháu thường xuyên gặp nhau sao? Tiểu Lỗi, cháu với Minh Châu đã yêu nhau rất lâu rồi. Gần đây bọn cháu chuẩn bị kết hôn. Thật sao? Cái này là bí mật nha. Đúng vậy. Vậy chúc mừng cậu nha, Giang Lỗi. Hai người thật sự nên kết hôn với nhau. Cảm ơn. Đúng thế, đúng thế. Ông nói xem, cái thứ duyên phận này thật sự là không thể nói chắc được. Chí Bân, chuyện này ông có biết không? Bà Hạ, Tôi biết cái gì chứ? Chú Giang, chú làm gì vậy? Chú Giang. Tiểu Lỗi, mà đuổi theo đi. Anh đang làm gì vậy? Không có chút phép tắc nào hết. Không sao đâu. Xin lỗi mọi người. Bởi vì bố cháu vẫn luôn phản đối, không đồng ý hôn sự của bọn cháu. Vì vậy ban nãy mới có biểu hiện như vậy. Thật lòng xin lỗi. Hôm nay đã có cơ hội để nói chuyện này với mọi người rồi. Cũng hy vọng mọi người có thể giúp đỡ. Cháu với Minh Châu là yêu nhau thật lòng. Sao anh có thể ở trước mặt chủ tịch nói ra quan hệ của chúng ta chứ? Nói thì đã nói rồi, vậy thì sao chứ? Em lại lo lắng bố anh. Thật sự là không sao chứ? Không sao hết. Anh cảm thấy hôm nay nói ra cũng tốt, sớm muộn gì cũng phải nói. Thật là... Nhưng mà bây giờ đã rất muộn rồi. Nếu không thì để em tự về. Sao có thể như vậy? Càng muộn thì anh càng đưa em về. Mà lên xe đi. Thắt chặt dây an toàn. Chủ tịch, ông gần đây ngày càng to gan nha. Dám ném đổ trước mặt tôi. Không dám. Tôi nào dám. Chủ tịch, tôi cũng biết ông là có ý gì. Tại sao lại gọi Minh Châu tới nhà? Tố chất của con bé đó không tồi. Mặc dù gia cảnh nghèo khó, nhưng cô ấy rất nỗ lực cố gắng. Nhìn thấy cô ấy tôi thấy giống như thời trẻ của tôi. Không đúng, chủ tịch. Làm sao? Ông không phải từng nói không được để cái con bé Minh Châu này xuất hiện nữa sao? Đó là chuyện từ đời nào rồi? Không phải điều đã qua rồi sao? Hơn nữa chuyện đó đều được giải quyết rồi còn gì? Đúng không? Tôi cảm thấy kỳ lạ là cô bé Minh Châu này cũng rất tốt. Ông tại sao phản đối hai đứa nó kết hôn? Không, chủ tịch à, về thằng nhóc Tiểu Lỗi này, ông có biết không? Hai đứa nó muốn kết hôn, điều đó làm sao có thể được? Thằng nhóc Tiểu Lỗi này tốt bụng, mềm lòng, nó là thương xót với cô bé khổ cực này. Tôi thấy giữa hai đứa nó là sự đồng cảm, muốn kết hôn, làm gì có cửa chứ. Hay là bởi vì mộng khiết? Thằng bé không kết hôn với Mộng Khiết, ông cảm thấy tiếc? Không hề. Không đâu. Không đúng, nào có như vậy. Tôi cũng thấy khá tiếc thằng bé Tiểu Lỗi. Nhưng là một con người, tôi muốn nói với ông là nếu như quá tham vọng thì sẽ xảy ra chuyện đấy. Tham vọng? Chủ tịch, tôi nhiều tuổi như vậy rồi, tôi nào có thể tham vọng gì chứ? Vậy tại sao lại nói Tiểu Cường biết về chuyện mẹ nó mất? Ông cảm thấy vị trí của Tiểu Lỗi và Tiểu Cường có thể quán đổi sao? Có thể quán đổi sao? Chủ tịch, có thể quán đổi cho nhau sao? Xin lỗi chủ tịch,
Chủ tịch, xin lỗi. Ngày hôm đó thực sự là tôi uống say quá, không cố ý nói. Tôi rất hối hận. Tôi nói cho ông biết, hai ngày hôm nay tôi vẫn luôn nằm mơ. Tôi mơ thấy Hạo Minh. Hạo Minh ở trên sườn dốc, đi qua đi lại, cánh tay cứ giơ ra như vậy. Tôi thấy chúng ta có phải là nên đi thắp hương cho ông ấy một chút không? Chủ tịch nói đúng, đó là việc nên làm, nên đi thắp hương. Được, vậy thì ông chuẩn bị đi. Dân. Anh không phải nói là muốn đưa em về nhà sao? Sao lại chạy đến đây thế này? Vội gì chứ? Đợi lát nữa anh sẽ đưa em về. Nói thật lòng, nếu như biết anh và bác trai ở đó thì em tuyệt đối sẽ không tới đó ăn cơm. Em vừa bước vào phòng, nhìn thấy bác trai cũng ở đó, em đến ngơ luôn. Em cũng nhát gan quá rồi. Diệp Minh Châu, anh nói cho em biết, anh định ngày mai sẽ tới nhà em, muốn nói rõ quan hệ giữa hai chúng ta, với tất cả người nhà của em. Anh muốn xác nhận quan hệ rõ ràng với em. Hơn nữa bắt đầu từ ngày mai, anh muốn chính thức hẹn hò với em. Chúng ta bây giờ không phải là đang hẹn hò sao? Anh nhìn xem, dần trăng sáng biết bao. Hơn nữa còn được hít gió biển, nghe tiếng sóng vỗ, lãng mạn biết bao. Được rồi, được rồi. Lãng mạn? Đây không phải là kiểu lãng mạn mà anh muốn. Vậy thì anh muốn gì? Em không biết anh muốn gì sao? Anh muốn kiểu... kiểu lãng mạn kia. Chính là cái kiểu kia. Em cười cái gì chứ? Em biết rồi. Nhanh lên. Được rồi chứ? Vậy là xong rồi. Vậy để anh hôn một cái. Em biết rồi, nghiêm túc một chút. Em làm cái gì vậy? Em không làm gì hết. Khó chịu quá đi. Uống quá chén rồi. Tối qua lại đã chốt rượu mình chứ. Xin chào. Cậu là Diệp Tráng đúng không? Lâu rồi không gặp. Cậu là ai vậy? Sao lại không nhận ra nữa? Tôi là Giang Lỗi. Bạn học trung học Giang Lỗi. Cậu là Giang Lỗi đứng đầu toàn trường. Cậu hiện giờ cao như vậy à? Cậu tới đây để tìm tôi sao? Cậu có chuyện gì à? Thật sự là luật sư sao? Giang Lỗi giỏi lắm. Lúc nhỏ thi khảo sát toàn được tối đa. Mọi người nhìn xem, bây giờ đã là một luật sư lớn rồi. Em đã nói gì chứ? Đây chính là mơ ước của em. Mơ ước của em chính là được gả cho một người con trai tài giỏi. Mọi người suốt ngày đều bắt con phải học hành tử tế, đặc biệt là chị. Bây giờ lại giấu mọi người lén lút yêu đương với một anh luật sư. Im đi, buồn cười thật. Cậu nói xem, một luật sư lớn tiền đồ rộng mở như cậu, sao lại yêu đương với đứa em gái đanh đá này của tôi? Anh nói cái gì đó? Chú ý bạn học, giữ thể diện. Minh Châu là người phụ nữ tốt nhất trên đời này. Anh đã gặp toàn bộ người phụ nữ trên đời rồi sao? Luật sư, cậu khách sáo rồi. Đến là được rồi, cậu mua nhiều đồ như vậy. Đây là việc nên làm. Thật ra càng nhìn càng đẹp trai. Mẹ. Đúng rồi, Diệp Tráng, dạo này cậu làm gì vậy? Tôi đang muốn tự lập nghiệp. Lúc nào có thời gian sẽ tới công ty cậu xem một chút. Được thôi. Hạ Cường làm như vậy là vi phạm pháp luật, là đang cố ý hãm hại đối phương. Tôi cũng thấy là trái pháp luật. Nhưng chuyện chúng ta cần làm bây giờ chính là đánh giá xem anh ta rốt cuộc có phạm tội không. Nhưng chỉ dựa vào tài liệu đang có hiện giờ rất khó khởi tố.
Được rồi, tiếp tục điều tra chứng cứ. Làm sao vậy? Có vấn đề gì sao? Vụ án của tập đoàn Bằng Đạt, Giang Lỗi có lẽ hiểu khá rõ. Hơn nữa anh ta còn là chuyên gia trong những vụ án kinh tế. Giang Lỗi không thích hợp tham dự vụ án này, bởi vì cậu ta hiện giờ đang ở trong nhà của Hạ Bằng Phi. Sự việc này nhất định phải giữ bí mật với cậu ấy. Tôi hiểu rồi. Cẩn thận, cẩn thận đấy. Anh có đi được không vậy? Dừng, 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 dừng lại. Giang Lỗi, anh nhìn xem, giống như có người tự xây nhà của mình vậy. Vậy sao? Cảm giác đó nhất định rất tuyệt. Sau này đợi em học thiết kế xong, em cũng muốn tự mình xây nhà. Đến lúc đó hai chúng ta sẽ ở cùng nhau. Có một câu nói, tôi có một căn nhà lớn mặt hướng ra biển, mùa xuân hoa nở. Như vậy thì nhất định rất tuyệt. Anh muốn làm gì? Em dọa chết anh rồi. Ở đây nhiều người như vậy, anh muốn làm gì? Anh hôn bạn gái anh một cái cũng không được sao? Đừng có mơ nha, Minh Châu. Em thật xinh đẹp. Em biết rồi. Giang Lỗi, anh nói xem, anh có phải là cảm thấy nhan sắc của em cũng được nên mới thích em? Cái này em cũng biết sao? Anh, sao anh có thể như thế chứ? Được rồi, được rồi. Anh thích em vì em xinh đẹp, nhưng anh càng thích sự kiên cường của em hơn. Minh Châu, em có biết không, thực ra có rất nhiều lúc anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi, anh muốn từ bỏ. Nhưng chỉ cần anh vừa nghĩ tới em thì liền quên hết mọi mệt mỏi. Thật đấy, em đã tiếp thêm hy vọng cho anh. Đừng có nói như vậy. Hai người chúng ta là khích lệ lẫn nhau, cùng cho đối phương hy vọng. Hơn nữa, anh còn cho em rất nhiều sự ấm áp. Đúng vậy, hai người chúng ta chính là giống như lúc nhỏ, mãi mãi bên nhau, không chia rời. Em hãy nhớ, chỉ cần hai chúng ta tin tưởng lẫn nhau, chúng ta sẽ luôn có thể hạnh phúc như bây giờ. Anh nhận điện thoại đã. Alo, có chuyện gì sao? Được, bây giờ tôi lập tức quay lại. Có chuyện gì sao? Bên phòng sự vụ có chút gì, anh phải lập tức quay về. Không sao, anh mau quay về đi. Em ở một mình có ổn không? Tất nhiên rồi, không sao hết. Anh đi nhanh đi. Thật sao? Em nhìn bên kia kìa. Anh đi đây, tự chăm sóc tốt bản thân nha. Tạm biệt, cẩn thận đấy. Đợi anh. Tạm biệt. Đáng ghét. Diệp Minh Châu, mày nhất định sẽ hạnh phúc. Xin chào cô chủ. Anh Siêu, hôm nay sao có thời gian rảnh tới đây vậy? Cũng không gọi trước cho em. Hôm nay cuối tuần mà, anh lại không có chỗ nào khác có thể đi, cho nên không thể nói gì nhớ em nên mới tới được à? Mộng Khiết, tại sao em lại thích anh? Thích anh cần lý do sao? Cũng đúng. Thường thì thích một người là không thể diễn tả bằng lời được.
Nếu như nhất định phải nói ra lý do thì bởi vì anh Siêu là người trong lòng của em, bởi vì anh Siêu đẹp trai, bởi vì em muốn anh ở trong tim thôi. Thôi thôi đủ rồi, đừng nói nữa, anh nổi hết cả da gà. Thực ra thì những điều đó đều không được xem là lý do chân chính. Bởi vì cho dù anh không ở bên cạnh em vẫn thích anh. Mộng Khiết, tâm ý của em anh đã biết rồi. Thực ra thì em cũng khá đáng thương, cũng giống như anh bây giờ. Hôm nay anh nói chuyện sao cứ lạ lạ, có phải có tâm sự gì không? Có sao? Dọa chết tôi rồi. Đi. Ông làm cái gì vậy? Bà cứ nhất định phải làm như vậy sao? Ông uống nhầm thuốc à? Ông mồm màu cái gì? Tiền tôi đã đưa cho bà rồi, tại sao bà vẫn cứ để hai đứa nó gặp nhau? Nhỏ tiếng chút đi. Tiền tôi đã trả lại cho con trai ông rồi. Tôi nói với ông này, ông đừng có quản chuyện này nữa, cẩn thận không làm mất cả đãi ngộ của bố chồng đấy. Bà nói chút lời cho ra hồn đi. Nhỏ tiếng thôi. Mình Châu nhà các người, một công nhân kỹ thuật rách nát, đến bằng đại học cũng không có, còn dám mơ mộng tới con trai nhà chúng tôi, nghĩ gì vậy? Ông có cái gì hơn người chứ? Ông không phải cũng chỉ là một quản gia rách nát thôi? Ông dựa vào cái gì soi mói con gái tôi? Nói cái gì? Cái gì quản gia rách nát? Tôi nói cho bà biết, tôi là nhân viên quản lý của một xí nghiệp đàng hoàng. Đủ rồi, nhân viên quản lý xí nghiệp. Ông à, quản gia quen. Tôi nói cho ông biết, đừng có giác vàng lên người. Tôi nói rõ ràng cho ông biết, là con trai ông ngày nào cũng quấn lấy con gái tôi, còn đi theo sau tôi, gọi tôi mẹ vợ, phải mẹ vợ nữa kìa. Tôi phiền chết đi được. Tôi nói cho ông biết, bà làm tôi tức chết rồi. Tôi nói cho ông biết, con trai lớn rồi thì ông cũng già rồi, ông không quản nổi nữa. Cho dù có giác theo cái bụng bầu làm của hồi môn cũng rất bình thường, ông cũng chẳng làm được gì. Bà khốn nạn. Ông chửi ai đó? Bà đúng là cái đồ gà mái. Gà mái, đồ gà mái. Tôi vẫn nên nói cho ông biết, Minh Châu khẳng định sẽ rất biết sinh con, bởi vì con bé giống tôi. Bà nói chuyện văn minh một chút có được không? Bà nói tiếng người có được không? Tôi không nói tiếng người được với chó. Bà, luật sư quay về rồi sao? Vất vả rồi. Anh Chí Bân tới đây sao? Chúng ta vào nhà nói chuyện đi. Bà, anh phải chịu rất nhiều vất vả. Nghĩ tới cái lúc kia đi, đứng ở góc độ hoàn toàn khác để tiếp nhận Minh Châu một lần nữa. Hạo Vũ, cậu là người chưa có con, cậu làm sao có thể hiểu được tâm trạng của tôi lúc này chứ? Tâm trạng của bậc cha mẹ cậu không thể nào hiểu được đâu. Cậu không có con thì không hiểu được đâu. Là bởi vì gia cảnh và bối cảnh quan hệ của Minh Châu sao? Tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ làm chú của Minh Châu. Tôi sẽ đối xử với con bé như cháu ruột, sẽ chăm sóc bảo vệ con bé như một chú ruột. Không không, Hạo Vũ, Hạo Vũ, tại sao cậu làm vậy? Đó là cái gì chứ? Rốt cuộc đó là cái gì? Là cái gì chứ? Bởi vì nhìn thấy con bé, tôi sẽ nhớ đến Đình Đình đã mất, con gái của anh trai tôi. Đúng vậy, chị dâu, Đình Đình thật sự đã rơi xuống biển này rồi. Em đã nghe ngóng những người dân đánh cá xung quanh rồi.
Bọn họ nói rằng con bé thực sự đã rơi xuống đây rồi. Lúc đó con bé ngày nào cũng khóc rất dữ dội. Em muốn dẫn nó ra ngoài cho khuây khỏa, nhưng em đã quên mất việc thủy triều lên. Vừa rời mắt, con bé đã bị sóng quấn đi rồi. Anh Chí Bân, anh sao vậy? Tôi đi về trước đây. Tôi đi về trước đây. Tôi đi trước. Bác, bác trai, cô rốt cuộc muốn cái gì? Tại sao cô vẫn còn không chịu từ bỏ? Tôi đã nói với cô nhiều như vậy. Tôi không chỉ cho nhà cô biết bao nhiêu là tiền, cũng đã quỳ xuống xin cô rồi. Cô còn muốn tôi làm cái gì nữa?